Con trai, đi theo mẹ, cùng chơi với mẹ nào. Muốn con ra, con trai lại đi. Con trai, chơi với mẹ nào. Tiểu Hân, mẹ, Tiểu Hân, con trai muốn ra. Buông con ta ra, đừng cướp con ta mà. Đừng cướp đi nghe. Cô ả này điên thật rồi. Đừng cướp con của ta. Con trai về đây nào, cùng chơi với mẹ đi. Nữ nhân này đúng là đáng thương quá. Con trai của ta, con trai của ta. Nở Phương, thì con thấy nữ nhân kia có chút gì kỳ lạ sao? Người đó điên dại là do ba hồn bị bất hai. Vậy ngươi nói rõ ra đi. Con người có ba hồn bảy phách. Ba hồn hả? Để ta cho các người biết. Ba hồn này là chỉ thiên, địa, nhân, nhân. 这天地二魄呢，thiên địa, 主宰着我们的意识, thao túng ý thức và thiện ác liêm sĩ của chúng ta, linh hồn thao túng tuổi thọ của chúng ta. Còn nữa, ngươi có thể nói rõ thêm chút được không? Thế là cô ta bị mất hai hồn, thế có thể tìm lại không? Tất nhiên rồi. Ta làm nghề gì hả? Ngươi trong ngành có câu được thôi, việc này giao cho người nhé, nhất định là phải hoàn thành đó. Đúng là cái mồm. Đi đi. Cô làm gì? Trả lại cho ta đi. Trả cái gì? Trả ta đi mà. Muốn ta sao? Trả cho ta đi. Trả ta làm gì? Không cần phải túm ta đâu. Này, trả cho ta đi. Đúng là tàu quá trời ngươi. Mới có mấy năm không gặp, sao nàng đã sanh nổi đi rồi? Tội nghiệp quá. Cùng chơi đi nào. Cùng chơi đi mà. Cô chị kiếm đi làm gì thế? Đa tạ, mời vào. Mời vào. Đa tạ, mời vào. Lý đại nhân, mời vào, mời vào. Tiêu quyền cho đại nhân tới. Chúc mừng nha. Trương đại nhân, không biết Trương đại nhân đại giá quang lâm, không thể nên đón từ xa. Mong Trương đại nhân thứ tội. Đâu có đâu có. Hôm nay là lễ mừng thọ 80 tuổi của Lý Thiên Sư. Bản quan chuẩn bị chút quà mộ, tỏ chút lòng kính. Trương đại nhân có sáo quá rồi. Lão thái gia nhà ta đang chờ bên trong. Mời ngài vào. Được, đa tạ, đa tạ. Nào, mời vào, mời vào. Ngài có sáo quá. Lý đại nhân, ngài cũng đến rồi à? Nào, ngài đến rồi. Mời vào. Ông chủ nhà của Sử Tư Lũ Hà Gia đến. Trương đại nhân đến. Trương đại nhân à. Trương đại nhân, Lý Thiên Sư, tiểu quan đến để chúc thọ ngài. Chúc ngài phúc khí dồi dào như nước Đông Hải, họ như cây tùng bất lão ở đất Nam Sơn. Hay lắm. Mời. Mời ngài. Cái này. Đạo sĩ có phù ẩn thân, đi đến đâu cũng thuận lợi. Cái gì? Tiểu Tà đến chữ Châu rồi. Đúng vậy. Con chỉ kính trong số đó đã vào Lý Phủ. Xem ra là vì quán yêu đàn mà đến. Không thể nào. Năm yêu dương đã bị bọn chúng hạ mất bốn. Bây giờ chỉ còn bản tọa. Chỉ có điều bọn chúng vẫn đang tìm kiếm. Ta nghĩ lần này là trùng hợp thôi. Đại nhân, bữa con quà đó rất thính. Thuộc hạ tiếp tục ở lại Lý Phủ. E là sợ cái gì? Bọn chúng đến đúng lúc lắm. Đỡ bao nhiêu phiền phức cho bản tọa.
Ngươi phải nghĩ mọi cách giữ chúng lại. Bản tọa có dự tính khác. Đại nhân, còn giữ chúng phát hiện ra phải làm sao? Sợ cái gì? Bọn yêu thuật của bản tọa đã luyện xong. Cho dù bọn chúng bắt được ngươi, bản tọa cũng có thể khiến ngươi sống lại. Bọn yêu thuật à? Được. Mẹ mẹ, mũi mũi nào, ăn cái đường gà đi. Nhìn mũi cay quá. Ăn nhiều dao, ăn nhiều dao. Đừng chỉ uống rượu không. Người nhà cả mà, nào. Mời. Mời. Sư huynh, bên ngoài. Ăn thịt, ăn thịt. Chưa đại nhân, đây là đặc sản ở đây đó. Ngon không? Các chị tiếp đón không chu đáo rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Xin lỗi, chị này là... ta là họ hàng xa của Lý Tiên Sư. Vậy sao ta chưa từng gặp cậu? Lý Tiên Sư bao nhiêu con cháu? Cô có thể quen hết được sao? Vậy cậu là cháu của ai? Lão mấy? Quỳnh mắng ai vậy? Quỳnh... nếu đã là cháu thì mời đến hậu viện uống rượu. Đi theo ta. Ngươi tưởng chỉ ngươi biết dùng phù à? Ở đây đi. Đi thông thả, đi thông thả. Đi thông thả. Đa tạ. Đi thông thả, mời. Mời. Sư huynh, xử lý thế nào rồi? Tôi đã dùng định thân phù để đây chừng định thân phù khống chế hắn, nhét vào kho củi, để sư huynh xử lý. Đi thông thả, đi thông thả, đi thông thả. Sao lại đến đây? Cậu dám nói sao? Có gì mà ta không dám nói? Ta vẫn ở đây theo dõi mà. Linh Nhi, tiểu tạ thấy mùi lâu chưa về, chỉ là do lo cho mùi thôi. Ta có gì phải lo chứ, ta đâu mất tích được. Như nãy trong viện có nhiều người quá, ta sợ giờ đó đòi người khiến người ta hoảng sợ. Đòi người à? Đòi ai gì? Còn ai được nữa? Cô Chi Kính vừa nãy bị bắt, bị nhốt ở kho củi rồi. Ta vừa lén giờ đó tìm cô đấy. Ta tìm mãi mà cô ấy không đi nổi. Ta đoán là năng lượng chủ nhân nhà này lớn quá, phóng chế quên đấy rồi. Đây đúng là lũ lụt tràn vào miếu Long Dương. Ngoan ngoãn chút. Đi. Điện tử, ngươi biết tội chưa? Ta chỉ lừa đảo để được ăn uống, cũng gọi là tội sao? Hôm nay ngươi có thể ở đây lừa đảo để ăn uống, hôm khác có thể đến chỗ khác lừa đảo. Những chuyện này trước đây ta làm rồi, không cần đợi đến hôm khác. Cái miệng lợi hại đi. Hôm nay mà cho ngươi biết thủ đoạn của bản đạo trưởng. Đạo hữu, ông muốn làm gì? Phế đạo thủ của ngươi. Không được nổi chứ. Trói lên. Đạo hữu, ông định làm thật đấy hả? Đạo hữu, chúng ta dù sao cũng là sư huynh để đồng môn mà. Người này ông đại nhân không chấp tiểu nhân đi. Tha cho ta một mạng đi. Ai
Đạo hữu. Đạo hữu, ta sai rồi. Cho dù ông muốn thấy đạo pháp của ta, cũng đừng niệm sát hồn chú. Như vậy không phải muốn ta chết sao? Ông muốn ta miễn diễn không được siêu sinh sao? Thế nào, bà đội ta đây niệm hay không? Tiểu ông gia, người là ai dám xỉ nhục sư môn ta? Sỉ nhục sư môn ngươi thì sao? Loại người như ngươi, đến sư huynh đời đồng môn cũng dám bán đứng, huống hồ là người khác. Không thể phí lời với ngươi. Ngươi đâu? Bắt con yêu nghiệt lắm mồm đèn cho ta. Đừng có vô lễ. Vô dục ca ca, bây giờ quên xuất hiện, thật chẳng sáng suốt gì cả. A Di Đà Phật. Tiểu cô nương không biết đông sông, mong lượng thứ. Ngươi đã đến rồi, đừng coi nắp nữa, xuống cả đi. Chủ nhân, Lý tiên sinh, bạn hữu của ta mắc tội gì mà ông ra tay độc ác gì? Đối với loại người không biết tốt hay xấu này, là hậu nghĩ thế còn nhẹ đi. Ngươi đã nói vậy thì ông để quên đấy hồn bay phát tán là được. Hương tiểu ta coi như chưa từng đến. Cáo từ, chủ nhân. Tiểu hữu dừng bước. Sao vậy? Định đến mặt ta hả? Tiểu hữu dừng nhìn biết đã không phải dạng thường. Lẽ nào là người trong đạo ta? Ông đã bao giờ gặp đạo sĩ nào đẹp trai thế này chưa? Hẳn là các vị cũng biết một chút đạo pháp. Nếu chịu nể mặt, so pháp lực với lão đi, thì ta sẽ cân nhắc đến nhiều. Thà kẻ bại hoại của sư môn đi. Lão già không biết tốt xấu đi, xem ta có dạy dỗ không? Đạo sĩ muốn đoạn pháp lực thế nào? Thủ đoạn hay lắm. Thả người. Sư huynh, không thể thả được. Tên này vô cùng ngông cuồng. Nếu thả hắn, ắt sẽ gây quả cho nhân gian. Súc sinh, chủ nhân nhà ngươi đã mở miệng mà ngươi còn dám cắn người à? Mặt ta thả ra. Sư huynh, quân tượng nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Thả người. Nhưng rồi. Tiểu ta, tôi có bản lĩnh này từ lúc nào vậy? Giỏi thế cơ, ta còn không biết nữa. Phí lời gì thế làm gì? Tiểu ta, cô sao vậy? Tiểu ta, hình như là Hắc Linh Nhi bị sao ấy. Ta thấy Quỳnh mới bị gì đó. Đi mau. Tiểu ta, sao lại nổi cáo lên thế? Sư huynh, chúng đi về hướng đông. Xem ra muốn ra khỏi thành trong đêm luôn rồi. Đi thì đi, ở lại đi, lại phiền phức. Nhưng sư huynh, chúng ban đầu trà trộn vào phủ, lừa ăn lừa uống, giờ sao lại làm bao nhiêu người của chúng ta bị thương? Nếu cứ thả chúng đi như thế, sau này truyền ra ngoài, e sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của sư huynh. Thế thì có thể làm gì được chứ? Thiếu niên đó chỉ trong thoáng chốc đã phá được tuyệt kỹ ta luyện cả đời. Đề nghị chúng ta có thể cản được chúng được sao? Nhưng thôi đi, đừng nói nữa. Việc cấp bách trước mắt là mau chóng luyện được truyền bệnh đan của ta. Lão gia, lão gia không hay rồi. Còn thấy còn những chuyện đâu nữa? Cái gì?
小贤，警长，你这是怎么了？黑灵儿，阿灵儿，你啥人？黑灵儿现在，你呼吸越来越急，更加紧急。小贤，你这是干嘛？干阿弥陀佛，罪过，罪过，道罗，道罗。吴玉，悠悠，你看这是什么？滚山，这是什么？你画只乌鸦？这是野木公寡的。你把黑灵儿当妖怪说了？来，乖嘛，都服他。黑灵儿，哈不灵。那个道长施了一点法术，将黑灵儿的元神定住。我只能暂时暂时收下元神。Lừa tên là sĩ đó. Chứ sao nó rộng xin lý khăn nào. Để chúng ta có thể rời khỏi đây trước. Chứ anh lão đạo là sĩ đó. Chứ anh lão đạo sĩ đó. Thì bác hắn phát pháp thuật này. Là được rồi con gì. Chứ đạo sĩ đạn đố đất hẳn. Tên là sĩ đó rất kiểm độc. Hà chàng hơi liền. Lúc hắn phong ấn nguyên thần của Hắc Linh Nhi. Thì đã làm tan xương mòn tim rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này. Thì ai là không cầm cự được một canh giờ nữa. Nguyên thần sẽ bị quỷ diệt. Chuyện này, chứ là thật mà. Chuyện này là thật sao? Nhi cả biết vọng. Quên đừng quên. Tôi và Hắc Linh Nhi có khế ước xương máu. Khế ước xương máu. Tên nhóc thối nhà ngươi. Ta còn tưởng rằng bị ngươi phá giải pháp thuật thật rồi chứ. Hãy trả cỏ dưỡng tiên cho ta. Ta sẽ lập tức giải pháp thuật cho cô bé này. Ông thấy trong chúng ta ai dám cỏ dưỡng tiên thì đưa đi đi. Tiểu huynh đệ không biết lai lịch của gọi diễn tiên, cũng có thể hiểu được. Nhưng vì bằng hữu thăm ăn của ngươi, hắn là biết nó là vật gì. Ngươi có thể hỏi hắn. Đừng có mắc phun người. Ta không biết gọi diễn tiên là gì cả. Cỏ dưỡng tiên được tạo thành từ mưa móc của đất trời, là vật mà người tu đạo đều thèm thuồng. Người bạn này của ngươi và phụ của ta không chỉ vì một bữa thọ yến đâu hả? Ông Vương đạo trưởng không phải sợ, lấy rồi thì trả cho họ là được. Nếu không lấy thì nói cho họ biết. Chị Kính Quỳnh, vậy là chuyện liên quan đến tính mạng của Hắc Linh Nhi đấy. Ngươi đừng giấu nữa. Ta được được, ta thừa nhận. Ta ngửi thấy mùi cỏ dưỡng tiên nên mới đi, nhưng ta không lấy. Cô đến nói là quên ấy không trộm. Được. Xem ra không đóng một trận thì không thể nào tìm ra chân tướng. Đợi đã. Ta thừa nhận ta đã trộm cỏ dưỡng tiên của các người. Nhưng rất tiếc tàn nó mất rồi. Cái gì? Ngươi nói gì? Đạo sĩ đừng vội. Chúng ta đều luyện thuật mang sơn, ác là ông cũng hiểu rõ. Vào canh giờ thứ sáu, sau khi người phàm ăn cỏ dưỡng tiên, nếu dậy máu lên đất thì cỏ dưỡng tiên từ khắc sẽ mọc lên. Ta đồng ý gì với các ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Thả mấy người bạn của chúng ta đi. Phương đạo trưởng, nhưng đúng rồi. Phương Di Kiếm đã thừa nhận rồi. Chúng ta đừng che giấu cho quân ấy nữa. Dù gì thì làm sai là phải trả giá. Lý Tiên Sư, ông đưa người đi đi. Ta không đấu với ông nữa. Sao rồi? Cáo từ. Hẹn gặp lại. Đi thôi. Đi thôi. Sư huynh, để chúng đi về sao? Đừng nôn nóng. Chúng sẽ còn quay lại. Đây chỉ là kế quảng binh của chúng thôi. Kế quảng binh là không thì sao? Quân tưởng Phương Chi Kính thực sự hy sinh mạng mình để cứu người hả? Lẽ gì chứ? Quân nói rõ ra xem. Được thôi.
Phương Diên Kính Sư nói, nếu dùng máu của người từng ăn cỏ dưỡng tiên tới lên mặt đất thì cỏ dưỡng tiên có thể mọc lại. Phương Diên Kính còn nói, thời điểm lấy máu tốt nhất là trong giờ thứ 6 sau khi ăn cỏ dưỡng tiên. Ta hiểu rồi. Ý Quỳnh là nếu còn có thời gian để cứu Quỳnh đấy. Tiểu Tà, vậy cỏ dưỡng tiên rốt cuộc có phải là do Phương Chi Kính trộm không? Tất nhiên không phải. Nếu phải thì trả cho ông ta là được còn gì. Vì gì phải mạo hiểm như thế? Đạo sĩ, tinh thần hy sinh tính mạng và hành vi lừa ăn lừa uống của ngươi không phù hợp lắm hả? Người có cái ác nhỏ càng có cái thiện lớn. Loại biển nhân như các ngươi sao có thể hiểu được? Không hổ là đạo sĩ từng ở với hòa thượng, nói nghe cũng có vẻ có lý. Đừng phí lời với ta, hoặc là mau lấy mù ra trấn áp ta. Nếu không lát nữa thì ta chạy rồi. Ông đi đâu tìm dưỡng tiên thảo? Đừng bỏ lỡ thời cơ. Người tưởng có thể lừa nổi chúng ta sao? Đạo hữu, ông có ý gì? Ý của ta là không hay rồi. Ông không phục ứng ta nữa hả? Những điều của ông ta chuẩn bị sao? Không hay rồi. Khốn kiếp, lẽ nào ngươi không biết không có tiên ký của dưỡng tiên thảo yểm trợ, quán ký trong quán yêu đằng và quán yêu chưa thành hình sẽ phân tán khắp nơi, thậm chí ngay cổ hút quán đêm cũng sẽ chạy trốn tứ tung. Ngươi không biết hay sao? Thủ hạ biết, nhưng Lý Lạc Sơn không biết. Ông ta cho rằng mình đang luyện trường mệnh đan. Vậy ngươi hãy lập tức bỏ dưỡng tiên thảo và mật thất của ông ta, ngăn cản quán khí tiếp tục lan rộng. Dân đại nhân, nhưng làm sao thủ hạ giải thích với Lý Lạc Sơn đi? Không cần giải thích với ông ta. Ban đầu ta thấy danh tiếng của ông ta ở địa giới Chữ Châu có thể che chắn việc chúng ta đi bắt quán linh luyện yêu, nhưng bây giờ quán yêu sắp xuất thế, tới lúc đó quân cờ này cũng hết tác dụng. Quán yêu do 99.811 quán linh quá thành, lồng cốt bút không thể vẽ ra được. Và lúc đó đại nhân thu vào cơ thể, lo gì không diệt trừ được Ngô Tiểu Tà, bản thể khôi phục, đại nghiệp ắt thành. Chúc mừng đại nhân. Yêu khí, yêu khí nồng nặc. Không tin người xem tay ta, đến giờ vẫn còn run này. Linh Nhi, lúc nãy khi ở Lý Phủ, cô nói không ngửi thấy yêu khí mà. Đúng vậy, vấn đề là ở chỗ đó. Vẫn không có, giờ lại có rồi. Hơn nữa, còn rất nồng. Cô đã xem có lạ không? Linh Nhi, vậy cô có ngửi ra tiêu dịch gì không? Cô nói xem, còn người ta chưa nói gì. Xem ra không thoát được rồi. Phải đợi sức với Lý Thiên Sư kia một phen. Thì bây giờ sao? Cô nói xem. Ta... Chủ nhân.
Sư đệ, ngươi đã ra tay trước cái tên Phương Chư Kính kia. Không có. Những điện thảo này không phải hắn trộm. Tối qua sau khi chúng ta trở về, Quỳnh đã vào đan phòng. Khi kiểm kê số người trong phủ, ta phát hiện thiếu một gia đình. Ta liền bóc quẻ báo Phương Diện rồi đi tìm. Kết quả tìm thấy hắn ở núi Long Tích thành Bắc. Những tiên thảo này do hắn trộm. Phòng trong phòng ngoài, trộm nhà khó phòng. Lão gia, những người hôm qua lại đến. Đến thật đúng lúc. Hôm nay dù thế nào đi nữa, ta cũng phải gặp bọn họ. Có yêu khí. Quản gia sẽ dù Quỳnh ấy chết rồi, ta cũng phải nhặt xác giúp Quỳnh ấy. Tiểu Quỳnh đệ quả nhiên là người trượng nghĩa. Thế này đi, ta có thể cho các người một cơ hội cứu người. Người thắng thì đưa người đi. Người thua, ta cũng quyết không làm khó các người. Lý Thiên Sư nói vậy, chắc là đã tìm thấy những tiên thảo phải không? Tiểu Quỳnh đệ đúng là người thông minh. Có điều là càng phải kích thích tham vọng so tài với ngươi. A Di Đà Phật, ông đúng là vô lễ. Chúng ta nhún nhường hết lần này tới lần khác. Ông là ép người quá đáng. Được, nếu vậy hãy để bằng đăng so tài cao thấp với các người. Lý Tiên Sư, muốn đấu pháp thuật cũng được thôi, nhưng có một quy tắc ta phải thay đổi. Nếu ta thua, người của chúng ta tụi ông xử trí. Nhưng nếu ta thắng, ta không những đưa tất cả bạn của ta đi, ông còn phải giao yêu vật trong phủ công ra. Yêu vật à? Tiểu huynh đệ nói đùa rồi, sao trong phủ của ta lại có yêu vật được? Hôm qua ta nói với ông, ta là pháp sư trừ yêu đúng không? Ở đâu có yêu vật, ta rõ hơn ai hết. Thôi được rồi, chuyện này ta đồng ý với ngươi. Nếu ta thắng thật, thì cứ coi ta yêu vật, bắt đi là được. Ông đừng nghĩ thật đi. Quản gia của ông, từ đâu đến gì? Tiểu nhà đầu, cô nói vậy là sao? Hắn là yêu quái. Nói giỡn giỡn. Có chứng cứ gì không? Còn dám hỏi ta chứng cứ à? Yêu dục ca ca, đánh hắn đi. Tới đi.
Lý Thiên Sư, hôm qua không so đo với ông là vì ông là người không phải yêu quái. Nào trong phủ ông có yêu vật, ta sẽ không khách sáo. Nếu không tin lời ta, có thể cùng ta ra ngoài xem chân tướng. Sư huynh, cứu đệ. Tiểu huynh đệ, cố gắng lên. Đã đưa là có thể xem được chân tướng rồi. Chủ nhân, ta đi giúp Dục ca ca. Sư đệ, đệ đà đã phát gì? Họ là cái được gọi là yêu khí. Gọi là thế này. Bà nói không sai chứ. Ngươi tiếng ta, thiên đường có đường lên, ngươi không đi, địa ngục không có cửa, ngươi lại xông vào. Tịnh Lạc yêu nhà ngươi lại dám nói ra những lời như vậy, vô dụng. Thật là muốn tìm đường chết. Chú Dương đẹp trai quá. Hắn là đồng môn sư đệ của ta. Mùa xuân năm ngoái chạy đến chỗ ta. Được, được lắm. Sư huynh, những thứ này đều do sư phụ bảo vệ mà đến cho huynh. Đều là những đạo gia tuyệt học, người đã khổ công nghiên cứu cả đời. Xem ra sư phụ vẫn cứ tín nhiệm ta. Được, được. Sư huynh, mình xem đi. Những tiên thảo mà. Đây là lúc sư phụ đi du ngoạn, bỗng nhiên gặp được. Sư huynh nên biết bảo vật này vẫn luôn là thứ các môn đạo phái đạo khao khát có được. Tiểu đệ tôi phải vô cùng cực khổ qua bao hiểm nguy mới đem được bảo vật này đến đây để sư huynh tôn trưởng. Sư huynh, cô xem tiếp.
trường bệnh đan nặng. Nếu như các người có thể luyện ra và uống nó, sao đến 200 tuổi sẽ không phải là vấn đề nữa. Lý Thiên Sư nói như vậy, vì dung gian bất lão của ngài chính là hấp thu dưỡng tiên thảo. Thảo nào hôm qua ngài cực khổ tư nấu, sự thật không dám giấu. Dưỡng tiên thảo này không những khiến cho dung mạo con người không già đi, còn có một tác dụng quan trọng nữa, đó chính là gia tăng tốc độ luyện đan. Vậy thật cái giả thế? Cái này tại sao ta không biết? Chuyện ngươi biết hẳn còn nhiều lắm. Lý Thiên Sư, đến nay Lăng Yêu đã bị diệt, cô đã tìm được dưỡng tiên thảo rồi. Chúng ta sẽ không làm gì ngài nữa. Nếu như cần gì hãy đến quán trọ Thái Lan, trong nội thành tìm chúng ta cũng được. Tóm lại, ở địa giới chữ châu này, chỉ cần đưa ra chút tiền sẽ không ai không giúp đỡ. Cảm từ, mời. Ngươi, Tiểu Tà, nên là bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ phân thân của Yêu Dương tự mình tìm đến. Phân thân của Yêu Dương Pháo Lan Yêu đã trà trộn vào Lý Phủ lâu như vậy rồi, lẽ nào là để ăn công ngồi rồi sao? Không còn đích nào khác nữa hả? Không biết được, nhưng tôi cảm thấy chuyện này có chút khúc mắc. Chúng ta phải đợi thêm mấy ngày. Tại sao lại như vậy? Không phải thế chứ? Đa tạ đại nhân đã trả ơn tái tạo yêu thuật. Ngày ba vào giờ tí là thời gian tốt nhất để quán yêu xuất thế. Đến lúc đó ta phải để cho đám Ngô Tiểu Tà chết không chỗ chung. Người đó xem có lạ không? Nghe nói hồn phách của cô gái điên kia bị người nào đó trấn hiểm rồi. Người đó là ai? Làm sao ta biết được? Nhưng thông qua dẫn hồn tiễn, ta biết được hồn phách của cô gái này ở trong một đền thờ bị bỏ quan ở thành Nam. Đền thờ hả? Có xa không? Không gần đâu. Bắt được anh giờ đi đường. Ta đi xem. Đợi ta. Tiểu Ngô Nha, cô đừng có bay chứ. Tiểu Ngô Nha. Gặp quỷ. Nơi này cũng không đến nơi có người ở, cũng không có yêu khí. Cái gì kiếm, tôi có phải tính sai rồi không? Sao có thể chứ? Cô đợi ta xem nhé. Người dọa chết ta rồi. Như đại thất phách của người đàn bà điên này vừa đi ngang qua đây. Bà ta đi đâu rồi? Thành Bắc loạn tán cương.
Chẳng sao tới gì, ngươi đen gì mà đen chứ. Mà đứng ra bàn đi. Ta sao rồi? Là đến thành công rồi. Huệ Phi là không biết bài hay lắm hả? Ở thành Tây. Biết bài thật hay lắm. Sao thế? Như gì tình hình chính là thế. Các người xem làm sao đi. Làm sao hả? Tự yêu thôi. Sao có thể chứ? Tôi yêu đó chạy còn nhanh hơn ta. Sao bắt được đi? Phương Chi Kính còn phải nói yêu đó ép hồn phách của người đàn bà điên sao? Cái này cho thấy gì? Cái này cho thấy là hắn có thù với người đàn bà điên. Tôi định nói là chỉ cần đưa người đàn bà điên đó đến đây, hắn nhất định tự đến. Có đạo lý đó. Đi đi. Hai vị, điện thoại giúp ta tra lại lên lịch của người đàn bà điên đó. Được. Được thôi chủ nhân. Đi. Cô ta tên là Thúy Nhi. Trước đây là nha hoàn của một đại phú hộ. Sau đó không biết vì sao mà điên nữa. Bị phủ đuổi ra ngoài đầu đường xáo chợ. Đáng thương lắm. Tối qua bị lệnh nặng thêm rồi. Bệnh tình đột nhiên gia. Cô xem kìa, chính là bộ dạng bây giờ đi. Thế này làm sao chứ? Ông chủ, vậy ông có biết cô ấy là gia quản của nhà đại phú hộ đâu không? Còn phải đó sao? Lý Phủ, Lý Thiên Sư Gia. Lại là Lý Lạc Sơn. Hai vị khách quan, dù thông thả, có gì gọi ta. Tôi chỉ kính, chuyện này như thế sao? Ta nói chuyện với ngươi đó. Hai vị đã đang tính mà. Tiểu Ôn Gia, chuyện này không đúng. Cô xem nè, chúng ta lần trước đối với cô ta chỉ mất có hai hồn. Lần này gặp lại cả bảy phát của cô ta mất cả. Ta đoán yêu quái tối qua là muốn cô ta chết. Nhất định đây là tên thiêu sư chó chết kia là. Ta đi tìm hắn thôi. Thì không phải. Tiểu Ôn Gia, Tiểu Ôn Gia, cô. Thứ gì? Sao ta hình như không có ấn tượng? Ông đương nhiên không có ấn tượng rồi. Bởi vì người đó chính là ông Hải đó. Là không nói thế được. Lý Lạc Sơn ta tuy rằng tàn ác, nhưng chưa từng hạ thủ với nữ nhân. Ông bảo ta không phải nữ nhân. Không không không, ta không phải có ý gì. Ta mặc kệ ông nói gì. Giờ cả thất hồn dị phách của cô ta đang bị cô yêu quái kia cướp đi rồi. Ta đã danh nghĩa của chủ nhân ta báo cho biết, nhất định phải mau chóng tìm cô yêu quái kia. Không thì đừng nói sao ta ghi thù. Tiên cô, cô nói là cùng một chuyện sao? Ông tự mình lĩnh ngộ đi. Nhất định trước tối nay phải tìm được cô yêu kia ra. Cáo từ. Không cần tiễn. Không có tiền phí quán kinh trong quán yêu dịch. Nhìn những quán yêu chưa giải thoát đều có quán khí tương tán. Quả nhiên thiếu một con.
sanh con. Chạy nhanh như thế, bị ta bắt được thì không yên đâu. Điều gì thế? Kim chỉ này cứ xoay mãi không yên. Ta cũng không biết là chuyện gì nữa. Ta nói là bàn gương hư rồi, người vẫn không tin. Có điều sao nổ cái bùm chứ? Tiểu ông gia, ta cho cô biết, lần này ta đã dán cuồng chú lên mặt sau la bàn của ta, không thể nổ nữa. Lão Phương à, đừng nói với ta ngươi không biết Hắc Linh Nhi là gì nhé. Không phải. Tiểu Tà, ngươi quý gì chứ? Lão Phương à, ý quán là Hắc Linh Nhi là miệng họa dân dục ca ca. Thật là Nguyễn Chiến, tự nhiên đóng cửa. Được, chủ nhân. Chủ nhân đến rồi. Không sao quan, ngươi thật xem ta không ra gì hả? Có hai là bạn của ta, hôm nay ta xử chết ngươi. Đừng băng, đừng hại con của ta. Một năm trước, song thân của thiếu nhi vì dịch bệnh mà mất, vì để an táng cho họ, ta mới đắc dĩ và lý phủ. Còn về đại nhân, là nha hoàn trong phủ, vốn là mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng có một buổi tối, ta đến để được ăn khuya cho lão thái gia. Lão gia, bữa khuya xong rồi, để đó đi. Dân. Lúc ta tỉnh lại, ta phát hiện. Khóc gì bà khóc? Nhà bạn hệ bộn có được sự sủng hạnh của lão gia, đây là chuyện tốt lớn lao đấy. Bao người cầu mà không được đấy. Súc sinh, thật là súc sinh mà. Nhưng ta không ngờ, sau lần đó ta lại mang thai hài tử của lão gia. Tiền đi, cô cầm lấy dùng trước. Sau này sẽ do Dương Ba chăm sóc việc ăn ở của cô. Hứa gì? Cô xem như có phúc tổ tiên để lại đi. Chỉ cần cô sinh con của lão thái gia bình bình an an ra đời, nhìn con phú quý nửa đời sau, cô hưởng không hết rồi. Từ đó về sau, tôi thật được như lời quản gia nói, không lo ăn mặc. Nhưng mà khi tôi mang thai được 10 tháng, có một đêm quản gia đột nhiên xông vào. Đừng qua đi. Uống nó.
Hắn ép ta uống phá thai. Ta phải để sự lão khốn này. Bất giận, bất giận. Cứ đừng đừng thấy làm gì. Thì sao là thế? Dùng quái phong ấn trong la bàn. Người chắc là dây tự đã xảy của cô, đúng không? Nó hận tôi. Nó hận tôi không bảo vệ nó cho tốt. Cho nên nó đã cướp đi dị hồn của cô để báo thù cô, đúng không? Tiểu thí cô đương, thất bất tất qua lại là chuyện gì nữa? Sao cô như tử đoạt dị phách của ta thì bị một yêu quái cả người toàn máu đỏ cướp đi mất, đang vào một cái quả lò, cả nhà chịu khổ. Cô ngủ lửa, thế nên quán khí của nó càng tăng thêm, lực khí của bắt ra càng ngày càng mạnh. Nhưng mỗi lần chịu khổ xong đều như quay hút đi sức lực của nó. Lực của nhi tử ta đã từ từ yếu đi, cho đến hôm trước nghiệp quả lại bùng lên, là chẳng thấy khí các đường đó nữa. Con trai của ta mượn sức mạnh lớn lao đó trốn khỏi quá lò, đã đem mọi đau khổ đều đổ lên đầu ta. Thế nên đã cướp đi sức phách của ta, cũng ép ta vào con đường chết. Được lão đương hồi thật không dễ, bước vào nhân đạo càng khó hơn. Phải bao nhiêu thiện mới tu được thành người. Khi mà chỉ thấy được ngày mai đã bị hạ độc thủ. Thế nên oán hận ngút trời, vì quán mà thành yêu, mới uống ép lấy hồn phách của mẫu thân. Xa hết quán hận trong lòng, vẫn mai về lúc quan trọng có sự cảm ngộ, trả hồn phách của mẫu thân về. Cuộc vẫn là mẫu tử liền tâm, thiện tai thiện tai. Thứ gì cô nương, cô còn nhớ cổ lâu đó ở đâu không? Bốn kiếp. Giờ tiếng tối nay quán yêu sẽ xuất thế. Như là giả nước này gây ra chuyện thị phi, người đáng tội gì? Đại nhân ta mạnh, đại nhân ta mạnh. Quả lò này bên trong còn có gì? Đây là mấy nhà tử còn chưa thành hình. Bên trong đó có tổng cộng 81 con. Lập tức chuyển lò luyện yêu đến Long Tích Sơn, dùng lửa luyện của Long Tích Sơn để quán yêu xuất thế trước. Đại nhân, dùng quả luyện yêu sẽ có tổn hại đến pháp lực của ngài. Chuyện này quả thật không được, hậu quả khó lường đấy. Lòng cốt bút không hủy, bản thể của bản tọa không thể nào sống lại. Bản tọa có pháp lực vạn năm thì có sao chứ? Nhưng mà không cần nói nữa, lần này đã không thành công, bản dư còn cơ hội cuối cùng. Ma chủng, xin tuân theo chỉ huy của đại dương. Dư Dục, lỡ đèn sư đồ pháp sư, người khác theo ta đến Lý Phủ thăm dò. Chuyện gì thế? Ta đi xem. Đợi đã, cẩn thận có bẫy. Đây không phải là xong rồi sao? Chuyện gì thế? Không hay, bọn chúng muốn chuyển lò luyện yêu đi. Đuổi theo.
有几天？对，等一下。完蛋了。地狱神。这是地火。那别管。什么意思？意思是？他们在和灵妖斗地狱。小心！给大妈三弟。狼妖。狼妖。他可能被制服了，是吗？不。好。我估计。他当然。可能是复活神将。 Ta có thuộc quá nhiều. Có thể làm gì ta chứ? Ông hồi sinh ta không quan tâm. Nhưng ta muốn biết cái nào lớn sau lưng ông là gì. Nói với người cũng chẳng sao. Dịch này lại là luyện yêu. Bên trong luyện 9981 bán luyện. Ông biết tính không? Đã thiếu một con rồi. Nên là 80 mới đúng. Thiếu một con cũng không ảnh hưởng gì quán yêu xuất thế. Một con quán linh sẽ không làm chúng ta sao cả. Nhưng một con thế kia sợ là phiền rồi đấy. Chủ nhân, nó dùng ngân cú bích thư phục nó. Người bị tấn công quán linh khác chưa hình thành trông thế nào không? Ta không biết. Đánh trận đi đã. Tham kiến đại nhân. Ngông cuồng. Đi. Mm-hmm.
Thái Thượng Lão Vương lập tức tuân lệnh. Vì đó chỉ là thiết kiệm thêm một người, chúng ta chứ không phải là đối tượng của Quán Yêu. Chưa chắc. Sao cái này đi, ta giữ chân hắn trước. Nếu thí chủ, con có người ngã sư đầu xong, và ta phải đi cứu huynh đệ của ta. Cáo từ, đạo sư. Mấy người đã giết những đứa trẻ đó sao? Bọn chúng đã thành yêu, còn bị yêu dương lợi dụng. Nếu ta không trừ, e rằng sẽ gây quả cho nhân gian. Đại sư, đừng, đại sư, đại sư, ta còn xin mọi người, ta xin các người đừng hại chúng. Chuyện này, bọn chúng bị cha mẹ dứt bỏ, nên mới tích quán thành yêu. Đây là những vận bệnh mà chúng không thể khống chế được. Bọn đã vô tội. Chuyện này phải thế nào mới được đây? Đại sư, đại thí chủ, hồn phách mà người tường luyện trong lưng có thể thấy hình dáng của các hồn phách khác không? Dân Dũng, ta thấy người đã đánh đuổi rồi đấy. Để lực ta rồi. Tiểu ta, cẩn thận. Con ơi, ta thay mẹ các con, nó là xin lỗi với các con. Mẹ biết các con đến nhân gian không phải dễ dàng gì, nhưng lại mất đi trước khi được nhìn thấy ánh mặt trời. Mẹ đập đầu ta. Bảo vệ Quán Yêu Đàn,